Mấy ngày hôm nay, cả nước bàng hoàng đau xót cho cái chết của bé Lê Hoàng Long bị bỏ quên trên xe đưa rước trẻ đi học khi chỉ mới trải qua ngày thứ hai vào lớp 1. Sự cầu thả của người lớn khiến ai ai cũng chua xót và những bậc làm cha làm mẹ thì lại càng lo lắng. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng nên thay đổi khung giờ mềm cho trẻ học tiểu học. Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, trẻ có thể đến trường lúc nào cũng được tùy cha mẹ thu xếp. Đến trường sớm thì có thể đăng ký học các lớp kỹ năng do nhà trường tổ chức hoặc vui chơi, sinh hoạt tự do cùng các bạn và cô giáo. Buổi chiều cũng nên có các lớp kỹ năng ngoại khóa để trẻ có thể ở lại muộn khi bà mẹ không thể đón sớm đúng giờ. Nếu được như vậy, không chỉ tối ưu hóa giờ giấc sinh hoạt của toàn xã hội mà còn giảm kẹt xe, giảm tải giao thông vào giờ cao điểm. Quan điểm này đang nhận được sự quan tâm của xã hội. Mời quý vị cùng theo dõi. Lâu lắm mới thấy một ý kiến hay về giáo dục. Có thể 1 đến 2 tiếng bắt đầu và kết thúc mỗi ngày đi học có thể dùng để dạy những môn năng khiếu hoặc kỹ năng mềm, vận động cho các bé vừa hứng thú ngày mới đến lớp vừa giảm áp lực học tập tại các trường trước khi phụ huynh đón. Em thấy việc rèn luyện đi học đúng giờ vẫn nên giữ, tạo cho trẻ thói quen kỷ luật nhẹ một phần. Và em cũng đồng ý luôn về việc trẻ đi học khá nhiều, cả về thời gian lẫn nội dung học, cho tụi nhỏ sinh hoạt với thầy cô, bạn bè để tránh tự kỷ, mở mang kiến thức vừa phải thôi, dẹp mấy vụ thi tuyển môn này điểm kia, cho mấy đứa đi học tiểu học dùng em là em nhờ rồi. Tôi ủng hộ quan điểm mở của tác giả, nhưng sẽ có những người cho rằng tôi và anh lười. Và quan trọng nếu tổ chức như quan điểm của chúng ta thì trường khó quản lý, khó thực hiện, khó triển khai kế hoạch. Khó thôi chứ không phải là không làm được, nhưng ai sẽ là người đầu tiên đứng ra thành lập trường có thời gian linh hoạt như thế này? Đúng vậy, trẻ học tiểu học vừa là chơi nên áp dụng khung giờ mềm là rất hợp lý. Có nhiều lựa chọn tốt cho cha mẹ đang bận trăm công ngàn việc vì kế sinh nhai và cũng thoải mái an toàn cho trẻ.